Đây là những cái bẫy mà trang thấy người trẻ rất hay mắc phải trong việc lựa chọn công việc hay là nghề nghiệp của mình. Hãy cùng xem bạn có mắc phải những cái bẫy này hay không. Và chào đón các bạn đã cùng quay trở lại với chuyên mục Growth của The Red Dot. Gần đây thì Trang có nhận được tin nhắn của các bạn hỏi Trang về việc nên lựa chọn công việc như thế nào hay là nghề nghiệp ra sao, phân vân giữa lựa chọn công việc này với công việc kia. Vậy thì ngày hôm nay Trang cũng muốn tổng hợp lại những cái quan sát của Trang. Trang thấy là những người trẻ đặc biệt là những người ở trong giai đoạn khoảng chừng 22 tuổi tức là bắt đầu đi làm cho đến chừng 28 tuổi tức là cũng tương đối ổn định rồi á, rất là hay mắc phải và hay bị phân vân. Và cái bẫy đầu tiên không gì khác chính là bẫy thu nhập. Bẫy thu nhập có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi mức lương, bởi thu nhập, bởi những cái quyền lợi đi kèm của một công ty. Tất nhiên rồi, đây là cái đầu tiên mà nhiều người quan tâm nhất Đi làm thì kiếm được bao nhiêu tiền, lương chỗ nào thì cao hơn Thế nhưng mà mức lương nó không nói lên tất cả các bạn ạ Bởi vì nếu như mà chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tiền ý, Thì những cái quyết định của chúng ta sẽ không còn được sáng suốt nữa Đây cũng là lý do vì sao mà Trang thấy trong thời gian gần đây á, Có rất nhiều các bạn trẻ bị lừa bởi những cái thông tin về công việc với mức lương cực kỳ hấp dẫn Nhưng mà cuối cùng sau khi mà các bạn đã trò chuyện, đã nhắn tin với cái người được gọi là nhà tuyển dụng đó rồi Thì mới phát hiện ra là mình bị lừa Vì thế cho nên một gợi nho nhỏ nếu như các bạn nhận được những cái lời mời làm việc hấp dẫn và cảm thấy mức lương này cao một cách bất ngờ thì các bạn cần phải check lại xem công việc này như thế nào liệu nó có phải là một công việc hợp pháp chính đáng hay không và so sánh nó với mức lương trung bình của một vị trí tương tự như vậy có rất nhiều kênh để các bạn có thể tìm hiểu về mức lương trung bình cho một vị trí ví dụ như là báo cáo của top cv hàng năm thì trang top cv cũng sẽ có những cái báo cáo về mức lương trung bình cho từng vị trí trong từng ngành nghề khác nhau các bạn có thể từ đó đối chiếu xem số năm làm việc kinh nghiệm của mình thì thường nhận được khoảng mức lương là bao nhiêu nói thế thôi nhưng mà sức hút của đồng tiền thì luôn luôn khiến cho chúng ta đôi khi hơi mờ mắt một chút trang cũng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của trang hồi mà trang mới tốt nghiệp ra trường đi làm nhưng mà trang được mời về làm việc ở một công ty về công nghệ cũng khá là nổi tiếng ở lúc bấy giờ với mức lương khởi điểm là 12 triệu Lúc đó thì đây là một mức lương khá là cao với các bạn mới ra trường rồi và Trang cũng rất là hài lòng với mức lương này. À, công việc thì rất là tuyệt vời, Trang được làm những thứ mà Trang thích, đúng với khả năng, đúng với thế mạnh của mình. Nhưng chính bởi vì như thế cho nên là chỉ sau khoảng 3 hay 5 tháng gì đó thì Trang cảm thấy là ở đây đang thiếu những thứ khác để cho mình học hỏi và thăng tiến trong công việc. Vì thế cho nên Trang có apply vào làm ở một tập đoàn đa quốc gia với một vị trí hoàn toàn khác, đó là quản lý sales. Đây là một vị trí mà theo như anh tuyển dụng trang nói rằng á phải đi đánh bóng mặt đường liên tục, có nghĩa là ngày nào cũng phải đi ở ngoài đường dù trời nắng hay trời mưa để mà đến các điểm bán check về doanh số và thường là công việc này sẽ hợp với các bạn nam hơn là với các bạn nữ. Nhưng mà lúc đấy mình cũng máu lắm. Mình nói rằng là không, em rất là muốn thử công việc này, em muốn thử thách bản thân để xem xem mình làm được công việc này đến đâu. Sau một hồi nghi ngại thì anh cũng có đề xuất là ok, anh sẽ nhận em vào làm. Với cái mức lương cũng tương đối tốt ha các bạn là 19 triệu sau khi mà được nhận lời đề nghị làm việc ở tập đoàn đa quốc gia này thì trang có quay trở về và chia sẻ rất là thẳng thắn với sếp hiện tại của mình lúc đó, rồi anh có hỏi trang một câu rằng là thế thôi nói thật cho anh biết là bên kia trả lương của em bao nhiêu, trang có nói là bên đó trả lương cho em 19 triệu thì ai rẻ, anh ấy chia sẻ rằng là vậy thì anh sẽ tăng lương cho em gấp đôi so với mức lương khởi điểm của em ở công ty này, trời ơi. Đây là một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn các bạn ạ. À, lúc đó là còn chưa tốt nghiệp ra đi làm nhá. Mà mức lương khởi điểm của mình 12 triệu. Sau đó mình được tăng lương lên gấp đôi. Tức là cũng sắp xỉ 1 ngàn đô rồi. Ôi, nhiều tiền thế. Thế thì thôi, mình không làm bên kia nữa. Mà mình đi theo tiếng gọi của đồng tiền ở bên này. Mình ở lại công ty này, mình làm việc vừa được lương cao hơn. Mà lại à, được làm cái công việc mình thích nữa. Nhưng các bạn biết không, việc từ chối lời đề nghị làm việc ở tập đoàn đa quốc gia kia cho đến bây giờ cũng vẫn là một trong những cái quyết định đáng tiếc nhất của Trang, bởi vì Trang nghĩ rằng là nếu như Trang đã không chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, nếu như mà mình quay sang mình làm tập đoàn đa quốc gia thì có thể mình đã được học hỏi mở mang kiến thức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới và được rèn luyện trau dồi bản thân thêm nhiều 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 hơn nữa. Bởi vì thực tế là chỉ sau 3 tháng thôi thì Trang vẫn quyết định nghỉ việc ở công ty cũ vẫn với lý do tương tự đó là mình cảm thấy không được phát triển bản thân đủ nhiều ở công ty cũ chia sẻ câu chuyện của trang như vậy để các bạn hiểu rằng là nếu như mà một công việc cho bạn một mức lương cao và chỉ là một mức lương cao mà thôi á thì nó có thể đáp ứng được cho các bạn đâu đó trong ngắn hạn thì nhưng các bạn sẽ thực sự không hạnh phúc nếu như mà không được đáp ứng những nhu cầu khác về mặt dài hạn. À, đó có thể là nhu cầu phát triển bản thân, nhu cầu được cống hiến, nhu cầu được học hỏi. Chính bởi vậy, trang nghĩ rằng trừ khi các bạn đang gặp khó khăn về mặt tài chính hoặc là các bạn đang rất cần về kiếm tiền thì hãy chọn những cái công việc mà có thu nhập cao hơn, đánh đổi nó một chút. Nhưng nếu như tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất với bạn ở thời điểm hiện tại thì hãy giúp trang ngồi xuống và làm những việc sau đây bởi vì công việc sẽ đi theo các bạn trong một khoảng thời gian rất là dài cho nên để có thể đưa ra được một quyết định sáng suốt và hạnh phúc thì trang nghĩ điều quan trọng nhất là các bạn cần phải có một bộ tiêu chí để sàng lọc công việc và bộ tiêu chí này không gì khác chính là những giá trị cốt lõi của các bạn. Trang cũng đã từng nói rất nhiều về việc là mỗi người thì nên xây dựng cho mình những giá trị cốt lõi riêng. Giá trị cốt lõi này có thể là bất kỳ điều gì, nó có thể là từ 1 đến 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống mà các bạn không bao giờ muốn đánh đổi. Ví dụ như là sự chính trực, ví dụ như là các mối quan hệ hoặc ví dụ như là sự phát triển bản thân. Còn nếu như mà các bạn đang chưa có bất kỳ một bộ tiêu chí nào thì các bạn cũng có thể dựa trên 6 nhu cầu cơ bản của con người và sắp xếp theo 6 thứ tự này để xem đâu là những nhu cầu quan trọng nhất đối với các bạn. 6 nhu cầu này được trình bày bởi Tony Robbins. 6 nhu cầu này bao gồm Đầu tiên là sự phát triển bản thân, tiếp theo là sự cống hiến, tiếp theo là danh vọng, sự ổn định, những điều bất ngờ trong cuộc sống và cuối cùng là các mối quan hệ. Vậy trong 6 điều này, các bạn sắp xếp điều nào là điều quan trọng nhất? Rồi từ đó, các bạn hãy sử dụng bộ tiêu chí này để sàng lọc cho tất cả những công việc mà các bạn đang muốn lựa chọn nếu như danh vọng là thứ mà các bạn đang muốn đạt được ở vị trí đầu tiên thì có thể chọn một công việc mang tới cho bạn danh tiếng và tiền bạc sẽ khiến cho bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn còn nếu như phát triển bản thân lại là yếu tố quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại thì liệu cái công việc mà đang cho bạn nhiều tiền kia kìa nó có mang tới cho bạn sự phát triển bản thân bền vững và cho bạn học hỏi được nhiều thứ nhất hay không. Và trang tin chắc rằng khi đưa ra quyết định dựa trên bộ tiêu chí này thì khả năng mà các bạn hối hận sẽ rất là thấp. Bộ tiêu chí này cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Ở năm mà các bạn 20 tuổi thì bộ tiêu chí này sẽ khác so với năm 25, 30 tuổi, 40 tuổi. Vì thế cho nên đừng lo lắng, hiện tại các bạn cứ tìm ra một cái bộ tiêu chí phù hợp nhất và sau đó theo thời gian thì chúng ta sẽ thay đổi lại. Và dần dần khi mà chúng ta thay đổi bộ tiêu chí này thì cuộc sống của các bạn, các lựa chọn của các bạn cũng sẽ được thay đổi tương ứng cái bẫy thứ hai mà trang thấy là có một bộ phận các bạn trẻ cũng hay mắc phải đấy đó chính là cái bẫy được gọi là bẫy hưởng thụ hay nói cách khác là thích làm việc dễ thích chọn cái dễ đôi khi hơi lười biếng Thú thật thì ai mà chẳng thích sung sướng và hưởng thụ Cuộc đời cuối cùng của mình thì mình đi làm bao nhiêu năm cũng mong muốn có một cái tuổi nghỉ hưu được thoải mái, được sung sướng, được hưởng thụ đúng không nào Thế nhưng nếu như mà ở độ tuổi trẻ á, chúng ta lại thích hưởng thụ thì rất là khó để có thể xây dựng được một sự nghiệp trong dài hạn Một sự nghiệp mà dần dần nó sẽ thăng tiến, nó sẽ nở hoa Đúng như các cụ nói, đấy là khổ trước thì sướng sau, mà sướng trước thì có khi lại khổ sau. Chứ chẳng ít thấy ai mà lúc nào cũng được ăn sung mặc sướng từ khi sinh ra cho đến khi mất đi cái này thì cũng có đấy nhưng mà ít thôi và nếu như các bạn không phải nằm trong cái số ít ít đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn rất nhiều để có thể xây dựng được cho bản thân một cái cuộc sống độc lập tự do và hạnh phúc hay còn gọi là sung sướng và hưởng thụ trong tương lai Trang thì Trang nghĩ rằng là cái bẫy này một phần là đến từ chính chúng ta là người muốn hưởng thụ Nhưng mà một phần cũng có thể đến từ gia đình, đến từ những người xung quanh Bởi vì thú thật nhá, nếu như mà hỏi 10 ông bố bà mẹ ấy, Thì Trang tin là đến 9 người, thậm chí là cả 10 người Đều sẽ mong muốn con gái của mình có một cuộc sống sung túc, ổn định và không vất vả đúng không nào đây cũng là một cái mong ước rất là chính đáng của bố mẹ thôi chỉ mỗi tội là cái mong ước này đôi khi nó sẽ khiến cho chúng ta cũng có một cái tư duy là chúng ta không cần phải quá sông pha chúng ta chọn một cái gì đó dễ dàng thôi là được rồi hoặc là an phận là đủ rồi mặc dù cái việc này có thể về lâu về dài khiến cho chúng ta không bộc lộ được hết cái tiềm năng khả năng của bản thân hoặc đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống các bạn sẽ cảm thấy hơi chán với việc an phận này nhưng biết đâu lúc đó đã là quá muộn thì sao chia sẻ với các bạn nhé là nhìn vào cái quá trình 10 năm 20 năm vừa rồi của trang ấy đôi khi trang cũng phải tự hỏi lại là không biết mình có ngốc không nhỉ bởi vì mình rất là hay chọn cái đường đi mà nó cứ oái oăm sao á ví dụ như là trước kia khi mà trang đang làm việc khá là ổn định ở vtv và cũng có cái cơ hội nghề nghiệp khá là rộng mở ở vtv thì đùng một cái uh, đi vào sài gòn không làm gì cả để đi tìm hiểu bản thân bởi vì cảm thấy chưa thực sự hạnh phúc đó thế là rẽ sang một cái hướng đi hoàn toàn khác sau đó quay trở về làm cái kênh youtube cũng đang rất là phát triển như các bạn biết là kênh IMI trang trước đây cũng đang ở một cái thời kỳ rất là tốt thì lúc đấy mình lại cũng rẽ ngang đi qua để làm doanh nghiệp để đi startup thế rồi là một vài năm cũng khi mà doanh nghiệp đã bắt đầu đi vào ổn định rồi thì mình cũng lại quyết định mình rút vốn để mình đi theo đuổi một cái sự nghiệp khác mình tìm kiếm bản thân tiếp theo và nhiều người bạn bè của trang bạn thân của trang biết cái hành trình của mình ấy thì cũng nói với trang là ồ sao mày ngốc vậy à, tại sao đang làm cái này tốt thì không làm tiếp mà cứ phải đi chọn cái này cái kia làm cái này cái kia làm gì và chia sẻ thật là có rất nhiều đêm trang nằm mà trang khóc một mình bởi vì trang thấy là mọi thứ mình đang gặp phải nó rất là khó khăn và cái khó khăn này thực ra là do mình do mình lựa chọn chứ không phải do ai hết trơn á. Nhưng mà ngay sau đó thì sẽ có một cái luồng suy nghĩ khác xoẹt qua và cuốn chui đi nỗi buồn Đó chính là việc mà chọn những cái thử thách, những cái khó khăn như vậy á Nó rèn luyện cho mình nhiều thứ lắm Từ bản lĩnh này, từ cái sự liều lĩnh này Rồi cả kinh nghiệm, cả vốn sống, rồi những mối quan hệ khác nữa Mình phải trải qua những cái khó khăn Thì đến khi gặp những cái khó khăn khác Mình mới cảm thấy nó là bình thường Và bởi vì cuộc đời mình vẫn còn những 30 năm, 40 năm, 50 năm nữa Nếu như mà mình không rèn luyện được cho mình Những cái bản lĩnh đó, những sự mạnh mẽ đó Thì trong tương lai khi mà mình gặp phải những cái khó khăn thách thức lớn hơn thì mình phải đương đầu ra làm sao. Thì đó chính là những thứ mà Trang vô cùng biết ơn bởi vì mình đã lựa chọn cho mình một cái hướng đi thách thức. Vì thế cho nên nếu như các bạn chưa tới 30 tuổi á, thì đừng nghĩ tới việc hưởng thụ vội. Thậm chí là 30 tuổi cũng đừng hưởng thụ vội mà để 50, 60 tuổi. À, hãy bắt đầu nghĩ tới chuyện hưởng thụ đi ha. Thì mình sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn, trải nghiệm được nhiều thứ hơn, tích lũy được nhiều thứ hơn và đây sẽ chính là cái nền móng để xây dựng cho chúng ta một cái nền tảng cả về kiến thức, bản lĩnh và tài chính ở trong tương lai cái bẫy thứ ba trang quan sát được mà nó cũng trở thành một cái tên gọi rất là quen thuộc trong giới trẻ rồi đó là fear of missing out bẫy FOMO hay còn gọi là cái bẫy mà sợ bị bỏ ngoài thời cuộc á à, không chỉ trong việc lựa chọn nghề nghiệp công việc đâu mà còn ở trong rất nhiều các lĩnh vực khác nữa chúng ta rất hay bị sợ mình lạc lõng giữa đám đông hoặc là sợ mất đi những cái cơ hội khi mà thấy cả cái thế giới này hoặc tất cả xã hội những người xung quanh mình đang chạy theo cái xu hướng đó nói không đâu xa, ví dụ như là khi mà marketing nó bắt đầu nổi lên thì xu hướng mọi người đổ xô đi học về marketing để ra làm marketing. Hay là trước đó thì là công nghệ thông tin thì rất nhiều người đổ xô đi học công nghệ thông tin. Rồi đâu đó cái thời của Trang ấy thì ngành tài chính ngân hàng rất là hot cho nên là ai cũng đổ xô đi học và đi làm về tài chính ngân hàng. Để rồi một thời điểm họ chợt nhận ra là mình không hề thích tài chính, mình cũng chẳng thích ngân hàng và 30 tuổi mới bắt đầu nghĩ lại xem là mình thực sự muốn làm gì cũng không hề muộn đấy các bạn chỉ có điều là nếu như chúng ta không có suy nghĩ và cân nhắc ban đầu mà chúng ta cứ luôn luôn chạy theo một thứ mà xã hội đặt ra và sợ mình bị ở ngoài thời cuộc á, thì nó sẽ không cho chúng ta những cái quyết định sáng suốt về sự nghiệp về công việc của mình ở trong dài hạn và có một cái này trang cũng quan sát thấy nhé đó là những cái gì mà các bạn bắt đầu cảm nhận thấy là thôi chết rồi sao ai cũng làm thôi chết rồi mình mà không làm có sao không nhỉ thì tại cái thời điểm đó cái trend nó đã gần qua mất rồi Ví dụ như là cái trend uh, chơi chứng khoán hoặc là đu bitcoin đi chẳng hạn Thì cái thời điểm mà bạn bắt đầu cảm thấy sôi sụp lên là Ui sao đi đâu cũng thấy mọi người nói về bitcoin với cả là chơi chứng khoán rồi mua vàng Mà mình không mua thì có làm sao không nhỉ Thế là mình về nhà mình lấy tiền ra để mình mua Mình hỏi chỗ này mình hỏi chỗ kia để mình mua Thì lúc đấy á giá nó đã cao rồi Cái tâm lý fear of missing out này nó sẽ khiến chúng ta mất nhiều hơn là được thời cuộc thì luôn luôn thay đổi. Ví dụ như hiện tại content creators đang là một nghề hot, TikToker đang là một nghề hot. Thế nhưng mà chưa chắc nó đã trở thành một cái nghề hot trong dài hạn đâu. Vì thế cho nên nếu như mà các bạn muốn làm á, không sao hết, trang rất là khuyến khích các bạn hãy thử đi. Thế nhưng mà các bạn đừng có đặt kỳ vọng quá cao vào nó. Thì nếu như có vấn đề gì xảy ra hoặc là nó không đạt được như mong muốn của mình thì các bạn cũng sẽ không thất vọng. Cùng lúc đó, nếu mà đã làm thì chúng ta cũng nên cố gắng để thử sức để xem xem là mình có phù hợp với cái công việc này không và học thì học cái kỹ năng ví dụ như là trở thành content creator thì hãy cố gắng để học kỹ năng giao tiếp kỹ năng lên nội dung kỹ năng nói chuyện trôi chảy thì đây sẽ là kỹ năng luôn luôn đồng hành cùng với bạn không chỉ ở trong công việc trở thành một content creator mà còn là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong tất cả các công việc khác nữa và cái bẫy cuối cùng đó chính là cái bẫy đứng núi này trông núi nọ rất là nhiều bạn sau khi ra trường mỗi đứa đi làm ở một nơi và rất hay là đi cà phê cà pháo với nhau và lúc mà ngồi cà phê với nhau á, thì chúng ta rất hay chia sẻ về cái công việc mà mình đang làm có cái gì thú vị và đặc biệt là có cái gì không thú vị thì mình cũng hay lôi ra mình chia sẻ với nhau cho nên là không tránh khỏi việc mà mình sẽ so sánh công việc của mình với công việc của người khác hoặc là thậm chí không cần phải đi cà phê cà pháo gì đâu mình cứ lên mấy cái group ở trên facebook thì mình cũng sẽ thấy có rất là nhiều các thông tin về công việc review công ty rồi vân vân ở trong đó để mà mình lắng nghe mình nghe ngóng rồi việc mà chúng chúng ta xem rất nhiều các thông tin như vậy á sẽ khiến chúng ta sinh ra một cái tâm lý là so sánh, đố kỵ, ghen tị và khi quay trở về công việc của mình, công ty của mình thì mình thấy toàn thứ xấu không à? Mình quên mất những cái vẻ đẹp của nó mà mình chỉ nhìn thấy nào là đồng nghiệp có cái gì đó mình không thích, công việc này có vấn đề gì mà mình không thích hoặc thậm chí là mình hơi làm quá lên những cái vấn đề của mình nhưng mà các bạn ơi cỏ ở bên kia đồi thì lúc nào cũng xanh hơn cỏ nhà mình hết trơn á cho nên là khi mình ở trong chăn thì mình mới biết chăn có giận còn mình ở bên đây thì làm sao mình biết được có khi mình chuyển qua công ty đó rồi cũng chưa chắc đã phù hợp hơn đâu vì thế cho nên nếu như mình đã đưa ra một lựa chọn về công việc rồi thì mình hãy thử cố gắng hết mình người đó hết mình có nghĩa là làm tất cả mọi thứ mình có thể cống hiến mọi thứ mình có thể ở trong khoảng thời gian mà mình còn làm việc ở công ty này để làm gì để mình vừa cống hiến cho họ để mình nhận được một mức lương tương xứng mà mình còn học hỏi được rất nhiều từ cái môi trường từ những người xung quanh của mình quay trở lại câu chuyện ban đầu mà trang có kể với các bạn cái hồi mà trang đi làm ở công ty công nghệ á lúc trang mới ra trường thì mặc dù là trang không có làm công việc đó quá dài nhưng mà trang cũng vẫn cảm thấy tự hào đến thời điểm hiện tại bởi vì mình cũng vẫn có những cái cống hiến cho công ty và sau vài tháng khi nghỉ việc gặp lại những đồng nghiệp cũ của mình thì trang cũng được các đồng nghiệp kể lại là à, sếp cũ của mình vẫn còn nói những lời tốt đẹp về mình và dành những cái lời khen ngợi cho công việc mà mình đã làm đó cũng là một trong những cái điều khiến cho mình tự hào và sau này khi mình ghi vào trong CV á và mình để cái số điện thoại của sếp để mà người khác có thể đối chiếu lại thì mình cũng cực kỳ tự hào là mình đã cống hiến hết mình cho công ty cũ. Đấy chính là cái phẩm chất mà bất kỳ một công ty nào cũng muốn tìm kiếm ở người nhân viên tương lai của mình. Vì thế cho nên thay vì đứng núi này trong núi nọ thì mình cứ thử đi. Mình cứ thử làm một công việc gì đó 3 tháng, 6 tháng mà hết mình đi. Nếu như nó đúng là công việc mình yêu thích thì tốt quá, không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Nhưng nếu như nó không phải là công việc mình yêu thích thì mình lại tiếp tục gạch đầu dòng ra được những cái gì là sai để mình đi tìm những cái đúng hơn cho sự nghiệp của mình. Trang chúc các bạn sẽ tìm được những công việc thật là phù hợp và lựa chọn được cho mình những cái tiêu chí ở trong tương lai để thực sự hạnh phúc. Bởi vì một công việc, một nghề nghiệp nó sẽ gắn bó với mình cả một đời. Cho nên Trang vẫn luôn luôn tin rằng nếu như các bạn được làm công việc mà các bạn yêu thích, các bạn sẽ không có một ngày nào phải làm việc cả. Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào.